Bộ Giao thông Vận tải vừa đề nghị 12 tỉnh thành phố Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang và Cà Mau nghiên cứu lập phương án di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ thi công cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025 giai đoạn 2. Theo Bộ Giao thông Vận tải, quá trình triển khai các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 thời gian qua đã gặp một số khó khăn vướng mắt do các chủ quản lý sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật hiện hữu xây dựng trước khi triển khai các dự án thành phần, không đồng ý cam kết di dời công trình bằng kinh phí của mình mà không được bồi thường hỗ trợ di chuyển khi thực hiện giải phóng mặt bằng để xây dựng tuyến đường bộ cao tốc. Hiện hạ tầng kỹ thuật chưa di dời khỏi phạm vi dự án cao tốc Bắc Nam đã khiến cho dự án có nguy cơ bị chậm. Qua đó, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các chủ đầu tư tiểu dự án giải phóng mặt bằng nghiên cứu lập phương án di dời các công trình này.